Tối 21 tháng 4 tại thành phố Việt Trì, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2023 và lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện công ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Tham dự có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lễ khai mạc có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng 400 diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, nghệ nhân dân gian của 6 tỉnh thành đại diện cho 3 miền Bắc Trung Nam biểu diễn các di sản như hát xoan Phú Thọ, nghệ thuật xòe Thái, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, nhã nhạc cung đình Huế, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, đơn ca tài tử Nam Bộ, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Chương trình gồm 3 phần: linh thiêng nguồn cội Đất Tổ Hùng Vương, tinh hoa di sản Khát vọng Lạc Hồng. Với điểm nhấn là tôn vinh văn hóa Đất Tổ Phú Thọ, chương trình thể hiện tinh thần niềm tự hào về truyền thống của miền đất tổ, tự hào có 18 đời vua Hùng đã khai sáng Tổ quốc Việt Nam từ bao đời. Thông qua chương trình nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, chào đón đồng bào và du khách về thăm miền đất tổ trong dịp giỗ tổ năm nay. Đồng thời, giới thiệu 15 loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh của 13 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chúng tôi thì thật ở tỉnh Phú Thọ rất là vui mừng phấn khởi. Năm nay tổ chức một cái chương trình rất là lớn và đặc biệt vinh danh các di sản đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Người dân đất tổ chúng tôi luôn luôn phấn khởi đón nhận và gìn giữ di sản này bằng cách tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ tiếp theo. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2023 với chủ đề linh thiêng nguồn cội Đất Tổ Hùng Vương là nơi hội tụ của các tinh hoa di sản văn hóa của mọi miền Tổ quốc, sẽ mang đến cho du khách và nhân dân hành hương về với cội nguồn đất tổ những trải nghiệm sâu sắc để hiểu thêm, yêu hơn và càng tự hào về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Đặc biệt, lễ hội là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường 20 năm Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong triển khai các chương trình hành động về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo tinh thần của Công ước. Các di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa hệ giá trị bản sắc nhân văn, góp phần đưa văn hiến Việt Nam cùng tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại. Tôi đánh giá cao và xin được biểu dương tỉnh Phú Thọ trong bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu. Đặc biệt đã cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch UNESCO có sáng kiến kết nối các di sản văn hóa phi vật thể nhân dịp lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ hôm nay. Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đảm bảo các điều kiện tốt nhất để các nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian có không gian sáng tạo, biểu diễn, du khách có thời gian trải nghiệm, khám phá những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Chuỗi sự kiện lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 4 tại Phú Thọ với 5 hoạt động chính gồm lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2023, liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hội nghị hội thảo phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, triển lãm di sản văn hóa du lịch các vùng kinh đô Việt Nam.